Gà nước lớn nhiều quá anh. Sáng em cắt đó ghi, xả hai bọng vô đang có dục dưới á. Dạ. Lụm nó không xịn. Đây mình trồng mấy giống nè. Hai giống. Em thấy có mỏng thon. Mỏng thon với kỳ sáo giờ cải tạo lại đóng sáo hũ. À anh đóng sáo hũ lên hả? Dạ. Vậy đây đóng đầu sáo hũ lên. Sáo hũ hết. Này chắc đóng cũng cả năm hơn hả? Năm mấy rồi, tháng 6 nữa 2 năm á. Dạ. Sáng được giá không ạ? Hổm 52.000. À. Rồi không biết sụt xiết gì đó rồi kìa. Nó kêu bớt mà giờ không biết bớt nhiêu. Là bớt nó chút đỉnh. Này cây anh thu được bao nhiêu ký? Chắc bình quân chừng 100 ký một cây. Tại em để cũng không nhiều. Dạ. Vừa để vừa nuôi chứ để xiết quá chịu ngõ đâu. Thì đợt mặn nó cũng gớt lá nhiều phải anh? Gớt. Bên đây mới đậy của người ta nè. Ủa vậy là cái này anh để theo mùa thuận đúng không? Thuận tại vì hôm mặn nó ghê ghê. À mặn kìa, cây nó chưa phục hồi. Ừ, anh đâu có đánh kịp. Thì đánh mùa thuận luôn, bây giờ muốn sửa khó luôn. Dạ. Yeah. Giật lại không được. Này trước mình phân thuốc cho anh. Thì đi cũng hữu cơ với ba cái NPK đó. Dạ. Yeah. Hữu cơ chắc xài phân chuồng hay sao? Phân nở á. Phân nở hả? Phân nở mà cái dòng khoáng á. Dạ. Yeah. À phân nở mà có NPK hả? Dạ. Thế là anh chắc anh đóng sáu hũ hả? Đóng sáu hũ ở tầng. Thì sao nó cũng lên sáu hũ luôn. Ủa sáo hũ giờ được giá hay sao mà anh đóng sáo hũ? Nó thì giờ nó nhìn nó đứng đầu bảng rồi, chỉ khuôn một xin kiên thôi. Yeah. Bét tưới mình ấy hả? À, tưới, em tưới này vô hệ thống á. Yeah. Dạng như chế thôi chứ không phải nguyên bản à. À. Rồi anh có bón phân thuốc rồi theo cái bét này không? Theo luôn. Theo thay vô lên luôn. Luôn. Yeah. Cái này như mình tưới đầm cá mình vô này mình tưới luôn được không? Được anh. Mà đậm cá thì mình phải lọc lại xíu á, tại vì có lọc chứ cũng còn xương nhé. Ừ. Có gắn hai cục lọc. Đậm cá không ít thì mình pha vô mình tưới luôn. Như nó dính gốc được có sao không? Dạ. Dính gốc rồi. Dính không anh. À, ví dụ như mà mùa mưa mình sợ nấm thì mình thêm thằng Kiko đậm A đó. Ừ. Mình thêm cùng vô để phòng nấm là được. Cái bét này thì của VN và Lan đó. Dạ. Cứ ổng đó. Là anh tự chế heo hả? Thì em đặt em mua ổng rồi em về em chế. Dạ. Chứ giờ đi lại nữa thì nó cực. Với nguyên cái vàng ống dưới thì đó cũng bộn tiện với rồi. Dạ. Giờ bỏ thì là trước anh tưới bằng cái ống tưới tay này sao? Bét dít đó. Dạ dạ. Ừ. Tưới thì nói chung thì nó giảm cái lượng phân lại nó cũng hiệu quả. Vậy mấy cây mới anh trồng sen vô hả? Cái này hôm đó mặn chết nè. Dạ. Trồng lại sáu hũ luôn. Dạ, sáu hũ. Năm mấy đó. Vậy là mấy cây này mấy cây sáu hũ hả? Sáu hũ luôn á. Có đóng mấy cây mà Sunkin coi cho có trời. À mua Sunkin hả? Ừ, đóng hai ba cây. Dạ. Còn như sáu hũ không? Bên kia đúng không? Hả? Bên kia đúng không? Đó sáu hũ luôn. Mua Sunkin mấy tên nhà kìa. Đóng lại. Cái này được rồi, tưởng đâu chết không à. Dạ. Cứu được. Hả con đeo được một chục tá à. Không để trái luôn hả? Để luôn. À, bị thối, bị mủ một bên. Tính khí cho nó chết luôn mà nó không chết. Cái này tưới để ạm vô nó cũng hút lên nó cũng khỏe lại. À.
Hôm đó cây đó tưởng đâu nó cũng bị mặn, tưởng đâu nó chết rồi đó, bắt đầu đóng cây sở hữu vô cái bên sống lại cây sống luôn. Tính năm nay ăn xong đốn cái này bỏ chật, chật quá chật. Giờ mấy, nó cũng bị là hư. Mấy gốc bự là 10 năm hết rồi. Này chắc ngoài 10 năm rồi. Hơn chắc hơn 10 năm, gốc bự quá. Ừ. Hơn 10 năm rồi. Trước anh có đóng đóng vô cái gốc cũ không? Cái gốc này hay đó, gốc chuồng bò nè. À chuồng bò. Ừ. Đóng cái đóng lại con thon. Con thon vô. Ừ. Đây nè, cái dấu. Cái da chuồng bò nhìn dễ biết mà. Đúng rồi, cái dấu nè. Vắng vắng mong lét à. Dạ. Cho nó vậy thôi. Cái vết này dép vô nó còn là nó là đường khúc của nó xì chặt ngang nữa đó. Chứ có yên với nó đâu. Dạ. Nó lốt mày cua thịt bò nướng nha. Đầu mà nó gớt rồi nó mọc quá trời không biết. Dạ. Cái này có hai thân. Tháp nè, cải tạo ba hú qua đó. Dạ, cũng phải xanh ha, cũng phải xanh. Rồi vậy trước anh trồng cũng nhiều giống ha. Rồi đầu tiên thì khởi hú qua. Dạ. Hú qua với chuồng bò hả? Hú qua không à? Hú qua không à. Ừ. Rồi từ từ cái chuyển lại chút đỉnh vậy đó. À cái này là để hái đúng không? Hái sáng tới đây nè, hết điểm nè. Hèn với cây giật. Như mấy cây này cải tạo ba cái hú qua đó không nè. Dạ. Đợt hạn mặn hả, chắc cũng cực lắm hả anh. Ồ. Xót tay. Đậm luôn đi. Bơm ra nước xuống rồi là tới 8 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm đó. Dạ. Tới tay á. Dạ. Tại vì hồi đó chưa có đi vét này nha. Dạ, đi vét dít, vét dít chịu không nổi. Mấy dít tưới không đủ lượng. Đè tưới tay cứ ngày tưới mười mấy hai chục tiếng. Dạ. Trời ơi. Ăn rồi tưới đồ không chứ không làm nữa. Từ cái bè xuống. Cái bè về có ghe thì nước mình, còn có ghe thì nước tầm bậy bạ không nuôi. Cũng nước mặn hả? Ừ, tốn chết hết tơn. Dạ. Ừ, sao hủ hết. Có được trong một sinh kiên đó. Dạ. Từ giữa. Mấy sở hữu năm mấy hai năm chắc cũng cỡ năm sau mấy cũng gần để trái được ta. Qua năm là đẻ được rồi. Dạ đúng rồi. Đóng thì nó nhanh. Đây sầu riêng chuồng bò nó khác gì sáu con thon là gai nó khít hơn nè. Không đế đế cái đít nó cũng có cái lớp bằng vậy. Hơi lắm. Cái đít nó giống như một sinh kia mà nó khác một chút. Dạ, là nó không có mà sao. Dạ. Nó kiểu phẳng phẳng cái đít. Ừ. Nên gai nó khít đều. Cùng đi rồi chắc khoảng đạt hay đợt gì đó rồi em xuống thăm lại cái vườn mình. Ừ. Có hiệu quả của nó. Anh tính thì ăn xong rồi đang lấy nó phục hồi nè. À, đúng rồi anh. À đây hồ anh làm chữ nước hả? Đó. Ờ. Hồ anh ngâm cọc bao nhiêu? Cái này tính đê luôn là 1.200. 1.200 mét đi. Xong rồi. Tên đây xuống dưới hồi mới móc thì 5 mét là. 5 mét luôn hả? Ừ, giờ còn chắc 4 mét mấy. Sao mặn á? Thì ra cũng lúc... Cũng ghen được mấy tháng mặn rồi. Múc hôm tháng 6. Yeah. Hình như là lúc đó nó cũng mặn gần xong rồi, móc luôn á. Dạ. Chứ đâu có làm kịp đâu. Thì tính làm cho dài dài thì đúng rồi, này mình chuẩn bị trước chứ chuẩn bị trước để nó kéo tới làm đâu kịp. Thì mấy ông là ông móc cái hồ sao không xài là tôi xài mấy ông chết. Chết chắc luôn. Đúng rồi, móc là mình không có muốn mình xài luôn á. Làm chứ giá đừng xài. Yeah. Xài là mệt lắm.